Trong chương trình thăm chúc Tết và làm việc tại Quảng Ninh, sáng ngày 25 tháng 1, đoàn đại biểu tỉnh Hùa Phan Lào do đồng chí Khăm Pheng, Say Sổm Pheng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng, tỉnh Hùa Phan làm trưởng đoàn, đã đến thăm công ty cổ phần Than Hà Tu. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh và lãnh đạo công ty cổ phần Than Hà Tu tiếp đón đoàn. Thông tin tới đoàn công tác Lãnh đạo công ty cổ phần Than Hà Tu cho biết, được sự quan tâm của tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và Quảng Ninh, trong năm 2023, công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó than nguyên khai khai thác trên 2,5 triệu tấn, than tiêu thụ trên 2,7 triệu tấn. Cùng với sản xuất, công tác bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, công tác an sinh xã hội cũng được công ty đặc biệt quan tâm chúc Tết tại trụ sở công ty và trực tiếp tới thăm khai trường sản xuất lộ thiên của công ty. Đồng chí Khăm Phen Say Sổm Phen, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trường tỉnh Hùa Phan, bày tỏ ấn tượng trước quy mô sản xuất, quy trình quản lý vận hành và đặc biệt là gắn sản xuất với bảo vệ môi trường của công ty cổ phần Than Hà Tu. Đồng chí chúc công nhân cán bộ công ty Than Hà Tu sẽ có thêm nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh năm 2024.